Đây cái đất này mặn lắm này. Anh bốc lên cái chân mặn ở dưới sinh này lên này. Khi mà trời mưa trời rồng cho nó rồng nửa chừng khoảng cỡ 1-2 giờ rồng nó là coi như muối mà chuẩn bị kết tinh một muối thôi mà lá mà không kịp thì coi như là muối cũng mất này, mà đất mà chưa kịp xúc, mà đất mà xúc để lấy nước mặn nữa để mà đến mai mà đổ thành một muối mà chưa kịp xúc cũng mất luôn. Thì ngay đó là coi nghề muối là coi công không, không có mà ăn thì coi như trên cái tinh thần này coi như là muối thì hàng qua là nhờ nắng thôi, mà không có nắng thì coi như mà mưa thì coi như dân muối là coi như vất vả cho nó. Một ngày 150 nuôi mấy miếng ăn gì? Có 8 miếng này. 8 miếng đủ không gì? Đủ chứ được. Ngành thì thu nhập chính của gia đình là có ngành khác nữa, nghề khác nữa. Nghề khác thì nghề thì nghề chi đâu nào mà tôi thì con người muối đây với đàn ông họ đi xây trên thêm luôn chứ. Con cũng cột rồi nuôi con thì đây. Cái được từng nải muối là mấy ngày đó ông? Một ngày. Dạ, một ngày được nải muối đó hả ông? Nói chung là một ngày thì hai lít cũng ăn được 100 cân. Nói đi, nói cho đi. Nói hả? À, nói mà dư làm thì như là muối hay là muối của tôi nè, mà dư coi như cả gia đình đổ ra làm được 1 tạ muối nè. Là bán được 140.000 nè. Mà nuôi con gái ăn học khoảng cỡ đồ 5-6 miếng à. Toàn bộ nguồn thu khoán chỉ cũng thu một muối cả. Đó. Mà như là mong muốn này, nhà nước làm rằng mà tạo điều kiện này để thu mua muối cho dân này. Đó chứ làm ra một muối khó khăn à. Mà như bán cái giá rẻ quá là không đủ sống của dân được.
thì mong nhà nước làm rằng tạo cái điều kiện để thu muối cho dân. Còn chỉ cho nghe muối. Muốn làm là đi là trồng cho có nhà có nơi tiêu thụ để cho dân đỡ vất vả nữa.